trăm tỷ tiền Việt Nam đồng bằng xây cái, bằng xây hai cái cầu Mỹ Thuận. Ai có khả năng làm cái này? Có nghĩa là lấy vốn mà phải 1.500 tỷ, thì ai có khả năng làm cái này? Mà bây giờ người có khả năng làm cái này á, là nhà nước thì không bỏ tiền ra làm cái này được, bởi vì cái này không phải của nhà nước mà do giáo hội của nước rồng làm. Vì giáo hội nước rồng mình tính đi, ở trong nước Việt Nam mình đã hiện giờ là 17.560 ngôi chùa, nhưng mà tính là 7.500 cho nó dễ, nhân cho một chùa đóng góp 1.000.000 đồng thì số tiền đó là lên là 17.700 tỷ dư. Duy nhất chỉ có giáo hội Phật giáo nước rồng làm được thôi. Nếu mà chùa Thiền Tông Tân Diệu được giấy phép cũng không xuất bản được, vì không có cái lực này. Thì tôi cũng nói bây giờ tôi hé mở cho biết. Còn nếu không làm được thì trả về không gian, thì trái đất này nó đi theo sớm hơn. Còn nếu mà xuất bản được giáo lý đạo Phật Thiền Tông ra, thì trái đất này nó sẽ kéo dài 3.000 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tất nhiên còn tồn tại được 400 mấy chục năm nữa. Đó là giáo lý, trong giáo lý đã nói như vậy. Rồi hỏi tiếp đi. À, cho con hỏi, vào đời mạt thượng pháp này có ai đã rơi vào bởi tánh thanh tịnh Phật tánh chưa ạ? Sao? Dạ. Vào thời mạt thượng pháp này có ai đã rơi vào bởi tánh thanh tịnh chưa? Bây giờ rơi vào bởi tánh thì nó đúng ra đấy. Không phải rơi vào bởi tánh mà về Phật giới rất nhiều người. Còn rơi thì sao không có đâu. Rơi không ai được rơi mà trở về Phật giới có rất nhiều. Từ khi công bố quyền kỹ ra thì rất nhiều người về. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, hiện nay có một số người học thiền, vừa học thiền tông đã được truyền thiền rồi, giờ họ lại chia sẻ sách Kinh Duy Ma Cực, Kinh Pháp Bảo Đàn, Đạt Ma Tổ Sư Luận cho người mới tìm hiểu thiền tông. Những người này làm như vậy là đúng hay là sai ạ? Sai hoàn toàn, vô thiền tông dẹp mấy cái kia hết. Từ tất cả kinh Pháp Bảo Đàn hay là bất cứ pháp gì của Đức Phật dạy trước kia cũng là sách vật lý, không xài trong thiền tông được. Tất cả các sánh về trưa là người ta chỉ giải tới cái mức gọi là giác ngộ thôi, mà giác ngộ chỉ một phần nhỏ thôi chứ không được. Còn chỉ qua cái quyền ký và giáo lý là đây là dạy công thức giải thoát và công thức trở về Phật giới, thụt lùi cái đó là sai. Giờ câu hỏi tiếp. Dạ câu hỏi tiếp theo. Bác có ghi trong quyển số 7 nhiệm vụ của một vị Phật là phân thân, ứng thân, hóa thân, giúp cho con người nào có ý muốn giác ngộ giải thoát. Vậy các vị tiên ở cõi Tịnh Độ không phải con người thì làm sao Phật A Di Đà lại dạy đạo cho họ ạ? Muốn hỏi A Di Đà dạy đạo cõi Tịnh Độ chứ gì, phải không? Hay dạ, sao? Dạ, A Di Đà thì có nói A Di Đà ở Phật giới, không phải ở nơi nước Tịnh Độ, nhưng mà cái hành tinh đó là ông quản lý. Có nghĩa là ông muốn quản lý, ông phân thân vô cái này, ông vô ông giảng xong rồi ông về, không ở trên nước này được, gọi là phân thân. Bây giờ khoa học văn minh rồi mới giải thích được này. Ví dụ con ở Sài Gòn, con có cái farm nào ở trên 30 thuộc á, con đâu có lên rễn đâu. Sáng đi chiều về, sáng ăn cơm Paris, chiều ăn cơm New York. Thời buổi văn minh nó là vậy đó. Có nghĩa là ổng ở bên Phật giới, ông phân thân nên ổng làm gì ổng dạy sao ổng về, chứ không phải ổng ở trên này đâu. Thế giới vật lý không vô được. Tất cả chư Phật vô đây cũng bằng phân thân. Phân thân đúng năm dạy, năm 10 tiếng, năm 10 phút rồi vô. Mà người ta đi không phải giống nhiều đi mấy máy bay bây giờ. Đi từ Phật giới vô đây có một giây thôi. Ấn thân là tới mà, chứ đâu phải như mình đi bộ. Vì thế mà khoa học càng văn minh thì cái thiền tông mới nói được. A Di Đà ở bên nước A Di Đà, ở trong Phật giới ổng phân thân vô cái nước ổng,
Vô đó ông dạy đạo 5-3 phút rồi ông về. Khi nào ông kiểm thiền ông vào vô. Ông đi bằng tốc độ điện từ quang, điện từ âm dương còn chậm hơn đó, bởi vì khi thời văn minh mới nói được cái này. Còn không thời văn minh thôi, đừng có ngồi đó đi từ bước là xin ăn, đừng mệt lắm. Thời buổi thiền tông là thời buổi của khoa học và thời buổi của tốc độ điện từ, chứ không phải thời đổi của tứ đại. Mình phải hiểu cái này mới hiểu thiền tông được. Giờ câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, vì sao Phật A Di Đà không làm một người toàn năng toàn giác về đạo như Phật Thích Ca, rồi ngài giao cho các vị tổ truyền thiền ở trái đất, mà ngài lại chọn cách lập quốc tịnh độ ạ? Trái đất này là trái đất vật lý. Một 10.000 năm mới có một ông vô vật lý này dạy thôi. Còn bây giờ thành Phật, bây giờ không làm ấy, đã thành Phật rồi, giờ bắt đầu đi lập quốc ở cõi tam giới khác. Thì ông ấy ở đất này, ở cái tam giới này có lục quốc tịnh độ. Thì ông A Di Đà là hướng Tây, còn hướng Nam thượng tu gì đó, thì mỗi ông một kiểu. Có nghĩa là mỗi ông trong cái thế giới này, nó thiệt về tam giới còn trống nhiều lắm, không đếm không hết đâu. Thì thôi bây giờ mình cứ biết cái phạm vi cái lục quốc tịnh độ ở trái cái tam giới này thì có 6 ông, trong đó ông A Di Đà hướng Tây, còn mấy ông kia là Đông Tây Nam Bắc, trên dưới gì của ổng kệ ổng đó. Thì người nào có cái nguyện nào thì ta làm đó, nhưng mà người ta dạy đạo không phải bằng ông Thích Ca. Ông Thích Ca là vật chất, vật lý, ổng đi từ bước ổng dạy. Tất cả những cõi tịnh độ ta ở Phật giới, ta phân thân vô ta dạy rồi ta về. Giống như bây giờ vậy, ta nói văn minh rồi, ăn sớm mơ ngủ Sài Gòn, ăn trưa New York. Vậy mà đây giờ mình đi bằng máy bay rồi còn vậy, còn huống chi là đi bằng điện từ. Xin lỗi, ăn hành tinh này qua hành tinh khác ở cũng được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con có thắc mắc là một số thầy giảng kinh Kim Cang rất hùng hồn. Nếu nắm chắc được cốt tủy kinh Kim Cang rồi, thì sao các thầy lại còn tụng kinh nhỏ mỏ, làm trái ngược lời kinh Phật dạy, thưa thầy? Đọc kinh Kim Cang đọc cho nó vui thôi, chứ mấy câu nào dám đem cái kinh Kim Cang để ứng dụng đâu. Tất cả những người tôi nói thì kinh Pháp Bọ, kinh Pháp Hoa cái gì đọc cho vui thôi, chứ không dám vô đâu. Kinh Kim Cang dạy rất rõ mà tại sao mà không chịu nghe? Chùa nào tôi thấy chùa in thứ nhất in kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang tặng rất đông. Chính chùa Từ Tân Giang có đem là tặng mấy chục bộ kinh Pháp Hoa đó. Nhưng mà cái tụng nó đâu có hiểu, ta không hiểu kinh Pháp Hoa dạy cái gì. Vì thế mà nói đúng ra cất cái chùa ra rồi không biết làm gì thì làm cho nó vui. Bây giờ không tụng rồi sao được? Tối ngày ngồi không sao được? Bắt buộc phải tụng. Mà tụng mà tới né, tụng mà không dám tụng bằng tiếng Việt Nam mà tụng bằng tiếng Trung Quốc. Để chi? Để cho đừng ai biết. Tụng tiếng Việt Nam nó bể mánh hay sao? Vậy thành cái gì? Vì thế mà tôi nói thật, các trường Phật học viết tiếng Tàu ra dịch tiếng Việt cho nó vui thôi. Đâu phải vô đó mà học kêu bằng học dịch ngữ đâu. Học giải thoát không học mà học dịch ngữ thì không biết đời nào cho xong. Ông Phật ông viết mấy, tính ra nó một quyển Kim Cang bao nhiêu mấy trăm bộ chứ đâu phải đâu. Mà dịch cho hết biết chừng nào, một quyển thôi. Rồi mình suy nghĩ coi. Mà cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ giải thoát mà không đi sâu vào cái chỗ này. Cứ đi vòng vòng. Rồi ra nó tôi năm nay tôi tốt nghiệp cao học Phật giáo. Hỏi cao học Phật giáo giác ngộ sao không biết. Cao học rồi không biết. Tiến sĩ Phật học phải giải thoát sao không biết. Là sao? Bởi vậy thành ra con người ta nó ở thế gian này nó lừa nhau thôi. Mình làm cái gì? Đạo Phật là cái gì? Chủ trương đạo Phật là gì? Sao pháp môn tu? Sắp mục sâu cùng giác ngộ giải thoát. Pháp môn đầu A-la-hán. Pháp môn thứ hai làm giảng sư. Pháp môn ba làm kỹ sư. Pháp tư thì lên tịnh độ. Pháp thứ năm làm thần y. Ta có rõ ràng chứ đâu phải. Đạo Phật rất rõ ràng. Muốn làm gì phải cho đúng. Vì thế mà ông Phật yêu cầu trong quyển giáo lý ghi rất rõ này.
muốn cho đạo của Như Lai đừng cho người thích thích chê cười. Tu pháp môn nào phải để bản hiệu rõ ràng pháp môn đó, đừng có đánh lận con đen. Phật còn dám nói đừng có đánh lận con đen, có nghĩa là đừng có treo đầu dê bán thịt chó. Nói cái gì phải làm cho đây đó. Mà bây giờ chùa Tân Diệu có bổn phận mới bắt đầu nói từ từ ra, nói cho rõ. Giống như thế gian, cửa hàng anh bán phở thì phở gà, thì phở gà đừng có đeo phở trâu vô. Phở gì phải cho rõ, thấy không? Cơm tấm thì ghi cơm tấm, cơm sườn ghi cơm sườn, chứ đừng có tạp nhạp. Bán cái gì phải nói cho rõ ràng đấy. Thiền Tông ý muốn nói là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Kính mong bác giải nghĩa câu Maha Bát Nhã Ba La Mật là mẹ sanh ra chư Phật à? Giải chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật ra cái gì? Dạ. Maha là lỏng lớn, Bát Nhã là trùm khắp. Có vậy thôi. Mà mẹ... cái này nó là tối mật. Bát Maha Bát Nhã Ba La Mật ra tới thời kỳ cứu kiến vũ quẩn dạy công độ nhất thiết khổ quách, có nghĩa là thấy năm quẩn không tức là mình độ liền, giải thoát liền. Dám không? Ai dám không? Ai dám năm quẩn không giải thoát liền không? Dễ ở đưa vô lò thiêu nó đốm cái giải thoát liền, năm quẩn tiêu luôn, dám không? Đó là cái chuyện chết mà còn không dám, không gì. Bây giờ nghe người ta chửi cũng nổi nóng lên. làm sao giải thoát được. Có nghĩa là đất nước gió lửa này không thật, ai muốn chửi gì chửi thì mới là dây không của chỗ này. Tất cả người ta chửi mình không có thì mình không có dính thì mình giải thoát rồi, giải thoát nhưng mà còn nói chuyện được. Còn nếu mà đưa vô lò thiêu khỏi nói giải thoát chứ mà không nói chuyện được. Rồi hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Đức Phật là người toàn năng toàn giác, vậy tại sao Ngài lại chọn nơi chết giữa rừng Sa La mà không chọn ở hoàng cung hay một đạo tràng tịnh xá nào khác thưa bác? Toàn năng toàn giác hồi xưa ở bên đó là chỉ có rừng Sa La đẹp thôi, rừng Sa La. Chứ còn bây giờ về sau tại làm sao ông Trần Văn Câu ổng ngộ, ông chọn rừng trúc, trúc lâm. Lâm là rừng trúc. Trúc lâm nhân tử, nơi đó là cây trúc không. Còn bên này ở dưới chân núi Linh Thú là rừng Sa La, cây Sa La nó suông nó đẹp. Cái vùng đó nó thường thường cây Sa La nó mọc từ dưới, nó không có cỏ. Thì mới chọn mấy cái vùng đó, mà cây Sa La không có cây nhỏ mà cây nó rất đều. Cây rất lớn, vì thế mà tất cả những vị mà ngày xưa tu theo Đức Phật ngủ á, ngủ bằng trên hai cây rừng Sa La, treo cái võng tre người ta ngủ. À, phải hiểu cái nguyên tắc. Nếu bây giờ đó những mấy cái đám rừng nó ngày xưa nó không biết còn không, chứ ngày xưa nó rất đẹp. Duy nhất trên trái đất này chỉ có cái rừng Sa La là đẹp nhất. Rừng trúc, rừng tre cũng không đẹp, mà rùng những cây tạp nó mọc rùng không được. Chỉ có rừng Sa La thì nó không có mọc những cái cây giọt quan dại. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, trong lời dặn dò công thức có ghi là người có công đức vô lượng khi chết 5 phút sau là đi về Phật giới. Vì sao Đức Phật chết Ngài lại ở đến mấy ngày để đợi ông Mahakajit mà không bị các vị thần giữ lại ở trái đất này? Tức ông Mahakajit về Phật giới vậy? Dạ không. Là sao? Là có nghĩa là trong lời dặn dò công thức có ghi là người mà có công đức vô lượng khi chết 5 phút sau là trở về Phật giới liền. À, còn Đức Phật là khi Ngài chết là người Ngài ở lại đến mấy ngày để đợi ông Mahakajit mà về, mà sao không mà Đức Phật không bị các vị thần giữ lại ở trái đất này ạ? Con lặp lại cho nó dạ. Lọc tự ý là khi mà một người chết á, một công đức vô lượng á, thì sẽ được đi về Phật giới. Rồi. Nhưng mà tại sao khi mà Phật nhập Niết Bàn á, là phải đợi tới mấy ngày sau, phải đợi ông Mahakajit về thì ông mới... Thì ông này mới độ ông kia, ông Mahakajit đâu có biết Phật nhập Niết Bàn đâu. Có nghĩa là chết trong lúc đó thì ông Mahakajit á, ông khất thực ở xa, vì thế phải đợi cho 3 ngày. Khi mà 3 ngày hồi xưa người ta đi từ 3 ngày từ đó về xa lắm, chứ không phải như mình đi bây giờ đâu. Có nghĩa là khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì
kêu bằng trời nó sáng rực là tất cả các vua chúa nước xung quanh. Và người ta thấy cái ánh hào quang này thì ông hầu ông Ma Diếp ông sẽ thấy, ông biết ông về. Mà ông đi 3 ngày đường trở về thì con tin là bao nhiêu cây số, không ít đâu. Mà ngày xưa cái nước của người ta không phải, cái nước người ta xưa này, xin lỗi, bằng 1-2 tỉnh mình thôi, chứ không có nhiều đâu, nó chia nước 1-2 tỉnh thôi. Vì thế mà phải đợi 3 ngày ông kia về. Sự thật ông Phật chết lâm sàng, ông Phật chưa chết hẳn đâu, con là chết để ông giữ thân, để khi ông kia về, ông A Nan ông mở cái nắp kim quang ra, cái mắt hồn ra, thì ông Phật mới đưa cái giò lên. Đưa giò lên thì ông Ma Ca Diếp nắm hung cái giò, rồi ông Phật để xuống. Tất nhiên là ông Phật đưa lên, nghĩa là ông có nhớ không, ông kia ông nhìn ông thấy ông biết, và đưa cái giò này ông hung, có nghĩa là truyền thiền lần thứ hai bằng vô tự. Nó là cái lý do đó. Rồi sau đó thì đắp kim quang đậu đậy lại mới đi thiêu. Ông Phật ông dặn trước, ông biết là ông này, có nghĩa là ngày ông chết ông Phật cách ở đó bao nhiêu cây số không biết, ông phải đi bộ về 3 ngày mới về tới. Thì con suy nghĩ chắc có lẽ đi bộ đi bộ ở đây còn chắc còn xa hơn Vũng Tàu luôn, nghe không, chứ phải nhỏ đâu, con đi bộ đi một ngày bao nhiêu cây số. Rồi hỏi lý do là vậy. Dạ. Con hỏi tiếp theo. Trước khi chết, Đức Phật có dặn dò các đệ tử, các ông để kim thân ta đó, đừng đậy nắp kim quang lại. Kim thân Phật thì ở Phật giới, vì sao Như Lai còn ở trái đất này mà nói là kim thân Phật ạ? Dạ. Trước khi chết, Đức Phật có dặn dò các đệ tử của ông là để kim thân ta đó đừng đậy nắp kim quang lại. Đúng rồi. Dạ, kim thân Phật thì ở Phật giới, vì sao Như Lai còn ở trái đất này mà gọi là kim thân Phật ạ? Kim thân Phật là cái gì? Là cái nói cái thân xác còn cái dục thân ở đây này, người ta gọi là kim thân Phật. Có nghĩa là bây giờ cái người mà thành Phật chết rồi, nó không phải là cái nước da của mình nó tái mét, nó màu vàng. Một vị Phật đúng là khi mà công đức đầy đủ rồi, nó không có chết theo kiểu mình là chết theo nhục thân, còn ông chết theo kim quang thân, có nghĩa là cái thân ổng nó nổi lên cái màu vàng, nó là gọi là kim quang kim thân. Còn kim quang vì thế mà cái quan tài cũng màu vàng. Bởi vì ở ngày xưa đó, những người mà ta tu bên Ấn Độ mà ta tu đúng á, khi một người mà tăng mà gọi là tăng tài chết phải để trong cái quan tài màu vàng. Còn mình ở đây cũng bắt chước làm màu vàng, nhưng mà nó sơn hơi đen chút. Đúng một vị mà tu mà chánh quả thì phải bằng cái quan tài màu vàng. Vì thế mà có cái vụ mà mặc cái áo vàng, chính cái áo vàng đây là nó nói về cái màu vàng, màu là cái vàng màu, là cái màu điện từ quang chỉ có màu vàng, nhưng mà áo vàng áo nó vàng, nó không sáng như bây giờ, sáng như bây giờ trong sáng đúng màu xưa, màu xưa cái áo mà ô Phật gì khê mà màu sáng, màu sáng nó phát ra nó lắc đánh đó, thì nó thành ra trong cái đất dương thành ra cái áo này, người ta mà lấy Cú Phật á, âm nhạc, trùng dồn, nó còn tỷ, còn tỷ, giỏi hơn mấy ông tỷ tà nữa. Cái cốt truyện đó là vậy. Vì thế vì mà thế cả những cái gì của Đức Phật là phải màu vàng. Nhưng mà người bắt buộc là anh phải có công mới được làm ấy. Còn anh không, đừng làm, phản lại. Câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, người không mà đi dịch vật lý này thì có ảnh hưởng gì đến công đức và đường và đường giới không ạ? Dạ. Người học thiền tông đi dịch kinh vật lý này thì có ảnh hưởng gì đến công đức và đường giới về Phật giới không ạ? Không ảnh hưởng, ngồi đây ăn một ngày không ảnh hưởng. Trời, mình tắm rửa sạch sẽ, về đặt đi làm thợ máy. Nhớ rồi, dính thôi cho đâu có sẵn. Bởi vì không có hiểu được cái thế giới này. Mới gì?
mới vừa cho tóc sạch sẽ, bồn vô khô lấy kiếm xe là sao? còn không? Rồi. Một số người tông mà sức khỏe họ tập dịch cân kinh cân tay cho tay cho sức khỏe và vậy giờ cái dịch cân kinh cân tay phải tay là tập yoga không mà ảnh hưởng gì đến con đường thực giới không ạ? Dịch cân kinh phải tay. Phú Lâm là thần. Kinh chân kinh thần là gì? Âm nặng hơn nữa. Tất cả những gì cũng rớt cái vật lý. Ta nói là mà nói mà có làm gì nó làm gì. Đã không chịu hiểu. Vô tiền ta bỏ hết những cái vật lý. Rồi. Cho con hỏi. Con sợ công đức bằng ngôi đen. Như vậy cái sợ đó có làm công đức luôn không? Con sợ bôi đen vậy đó có làm công đức luôn không? Mới vừa phát ra khỏi bầu rồi nó bị rồi. Tôi nói là con người cứ ai thấy câu chuyện mình vừa khởi là bắt đầu bị nó nhại còn hơi này còn ở đây mình quăng chạy từ từ chứ cái phát bằng cái điện ấm anh vừa khởi vừa khởi phát ra rồi nó dính rồi bởi vì tôi nguy hiểm phải cho hiểu rồi hỏi đi. Khi tạo công đức thường nghĩ là con tạo công đức cho chính mình để mình được về Phật giới rồi sau đó con mới đi cho mượn sắc như vậy công đức này có trong sáng không? Con lặp lại. Con tạo công đức là con nghĩ con lại sau đó rồi con mới cho đi mượn sách về cái công đức mà con tạo ra có được trong sáng không? Vẫn trong sáng. Nhưng mà nó nhớ là mình cho cái người đó mượn, mình cho bằng cách bình thường. Đừng có chấp ngã, chấp ta hay là mình khoe cái gì mà chữ ta nhào vô là thua rồi đó. Chữ ta đây nó là âm. Tất cả mình làm gì cách bình thường bởi vì cái thiền sư dạng cái này là không lưu dấu vết luôn. Mình phải biết rằng còn mình tặng cho người ta, mình cũng không khoe mình là hiểu cái này. Chừng nào mà con đưa ra mà người ta nói cái này hay quá, anh cho tôi mượn hoặc cho tôi thì chắc chắn anh được cái này. Còn nếu có một cái gì vừa khởi lên là bị rồi. Phải hiểu cái căn bản này. Bởi vì tạo công đức thì rất dễ, còn giữ công đức rất khó, nó thiệt. Tại làm sao ba đời Phật, ông Xá Lợi Phất, ông tạo công đức nhiều mà không biết, không giữ được. Mà bởi vì tôi nói thiệt, người ở thế gian này mà giàu nhất tạo công đức khó có nhưng mà không biết, không giữ được. Mà nói ra cái thì ta chớ giới, nhưng phải từ từ nói để cho người ta nhùng cái này người ta mới hiểu được. Còn nếu mà không nhùng, không hiểu này là khó lắm, nghe không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Cuốn giáo lý đạo Phật ở trên nền văn minh không gian do ai viết ra hay do đâu mà có? Tại sao lại có cuốn giáo lý đó? Đã ta nói là văn minh không gian. Bây giờ xài hết xài trở về không gian. Bây giờ đây là tôi nói là những cái chuyện mà bây giờ mình ở trên thế gian này mình tạo ra. Bây giờ tôi nói là không gì, những cái bài mà diễn đàn đi. Nếu bây giờ nếu mà anh ra đây không có nghe thì phải trả không gian của anh có được cái số của nó thì anh lấy lại được. Bây giờ suy nghĩ đi, bây giờ mình tưởng đâu là mới diễn đàn mấy lần trước nó mất, không có mất đâu nằm đó. Rồi bây giờ nếu mà hết cái thế hệ mình mất rồi sao đây? Có ai biết, nhưng mà nó cũng dần ở không gian. Đợi khi nào 10.000 năm sau nó mới trở lại. Nhưng đó là tôi nói tất cả những người viết diễn đàn không có đơn giản đâu. Tự nhiên bây giờ người ai viết diễn đàn sẽ hiểu. Tự nhiên mình muốn viết, mình giết tự nhiên nó chảy ra, rồi ra không, nó lấy từ trên kia nó trả lại cho mình, có nghĩa là mình ngấn được cái bí số này mà mình không biết.
nói thiệt, tất cả những gì mà lấy từ nền văn minh sang, từ cái nhà, cái cửa, chữ viết, thơ từ, nó cũng lấy từ nền văn. Bởi vì cái suy nghĩ của mình chính là cái đó nó phát ra đó. Cái suy nghĩ mình nó bắt được cái tần số đó, nó lấy ra. Tại sao anh đang ngồi đây mà anh làm cái bài thơ rất hay? Không phải tự nhiên anh suy nghĩ mà anh làm được đâu, tự nhiên nó chạy ra, nó đâu á, mình không biết. Bây giờ Phật Thiền Tông nói rằng nó lấy từ không gian, nó chạy vô anh, rồi anh viết ra. 5 phút sau mà anh không viết, ngày mai anh quên liền. Đó, vì thế mà nó anh có cái duyên với nó như thế nào, đời trước, đời sau. Đời trước không phải mới đây đâu, mà 10.000 năm trước, 10 tỷ năm trước là chúng nhỏ rồi, nó trở về. Vì thế mà thế gian này mà nếu mà quý diệt hết đi, người ta sống vô thời đồ đá đi, ai biết điện là gì, biết xi măng là gì, biết sắt thép là gì. Từ từ văn minh ra rồi nó làm, tự nhiên nó nhớ cái đó, nó làm, nó làm thành công. Thì ta gọi là phát minh. Với sự thật mấy ông bác học cũng là làm cái công thức này, chứ không phải ra ai đâu. Nhưng mà mình tưởng Thiền Tông ra đời nó mới giải thích cái này. Còn nếu mà không phải kiếp đời mấy tỷ đời trước mình gặp á, thì này không phát được đâu. Nên nhớ đâu, bất cứ mình lấy cái gì từ vần thơ này kia đó, nó nắm từ tự nhiên nó cảm nhận được. Thì giống như mình ở đây, mình muốn xem cái nền, cái diễn đàn, mình phải biết được cái số của nó. Bấm nó mới ra, mình phải có phương tiện nó mới ra được. Đó, thành ra bây giờ khoa học, cái này không phát nữa, trả về không gian để đó. Tất cả kinh sách từ vật lý, phi vật lý, trả về không gian hết, chống đâu hết. Rồi sau đó người ta lấy lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao lại có nền văn minh không gian, do ai tạo ra hay tự nhiên mà có? Nè, em hỏi vậy thì đó, đất nước do lửa ai tạo ra, chữ viết ai tạo ra? Nó từ không gian. Bây giờ đất nước do lửa có, trời thứ thiên dương mới tạo ra những cái, dù khối đá. Bây giờ trái đất chỗ này nó không có nè, ông quay một vòng thì ông tạo ra, bởi vì trong cái tam giới này nè, nó có mới tạo ra những cái đó để là dù khối đá. Giống như bây giờ trái đất chỗ này nó sản xuất bê tông một vòng, vô đó ông thì ông tạo ra, bởi vì trong cái trong tử đọc đọc cái quyển nó mới tạo ra những cái muốn thành lập dù khối đá. Giống như bây giờ trái đất chỗ này nó sản xuất bê tông một vòng, đưa hành tinh vô đó ông thì ông tạo ra, bởi vì trong cái trong tử đọc đọc cái quyển nó mới tạo ra những cái muốn thành lập dù khối đá. Giống như bây giờ trái đất chỗ này nó sản xuất bê tông một vòng, đưa hành tinh vô đó ông thì ông tạo ra, bởi vì trong cái trong tử đọc đọc cái quyển nó mới tạo ra những cái muốn thành lập dù khối đá. Giống như bây giờ trái đất chỗ này nó sản xuất bê tông một vòng, quay ra tưởng vô đó ông rồi tái tạo ra, bởi vì trong cái trong tử đọc đọc cái quyển nó mới tạo ra những cái muốn thành lập dù khối đá. Giống như bây giờ trái đất chỗ này nó sản xuất bê tông một vòng, quay ra tưởng vô đó ông rồi tái tạo ra, bởi vì trong cái trong tử đọc đọc cái quyển nó mới tạo ra những cái muốn thành lập dù khối đá. Giống như bây giờ trái đất chỗ này nó sản xuất bê tông một vòng, quay ra tưởng vô đó ông rồi tái tạo ra, bởi vì trong cái trong tử đọc đọc cái quyển nó mới tạo ra những cái muốn thành lập dù khối đá. Giống như bây giờ trái đất chỗ này nó sản xuất bê tông một vòng, quay ra tưởng vô đó ông rồi tái tạo ra, bởi vì trong cái trong tử đọc đọc cái quyển nó mới tạo ra những cái muốn thành lập dù khối đá. Lấy một cái bản đồ tâm linh tạm để chưa
Cái dòng một mình không xếp vào tam giới được, mà dòng một của mình nó xếp vào nhân quả luân hồi vật lý. Còn trái đất này gọi là trái đất nhân quả luân hồi vật lý. Còn cái dòng hai là nơi hữu phước dương, chứ bằng cực mạnh cực chứ bằng hưởng phước dương, dục là dục giới thất mạnh. Dòng ba hưởng phước dương màu sắc. Dòng bốn hưởng phước dương không màu sắc. Thấy không? Mình không phải tam giới, nhưng mà nó nằm của nhân tam giới, là cái nơi sanh nhân quả để đi trong tam giới. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao khi đứng ở miễu chỉ cầu nguyện ở trong đầu, không xá không lại, mà công đức bị bôi đen? Vì tình huống này chỉ có suy nghĩ thiếu với hành động, tại sao vẫn có nhân quả? Lặp lại. Tại sao khi đứng ở miễu chỉ cầu nguyện ở trong đầu, không xá không lại, mà công đức bị bôi đen? Vì tình huống này chỉ có suy nghĩ thiếu vế hành động, tại sao vẫn có nhân quả? Tại sao khi đứng ở miễu chỉ suy nghĩ thôi chưa hành động, mà công đức lại bị bôi đen? Chưa suy nghĩ chưa hành động. Con nên nhớ rằng cái nơi cái miễu là ai, con phải hiểu cái miễu là cái nơi nào. Con hiểu không? Trái đất này là nơi đồi núi, là của vị thánh thần Tân Ngữ. Tất cả đồi núi do thánh thần Ngữ. Con vừa bước vào không gian đó là con bị rồi. Con không gian mà con đừng có làm cái gì thôi, mà con chỉ khởi niệm con bị. Con tôi vô bây giờ con đến cái điểm, cái núi A đó, thờ cái gì trong đó? Tất cả trên thế gian này thờ là âm. Con vừa vô không gian, giống như cái vùng đó nó bụi, con vừa bước vô là bụi nó bám con liền. Mà bây giờ không dám nói thẳng ra, tại con hỏi nói. Tất cả nơi linh thiêng quyền bí là người âm ở. Rồi con suy nghĩ đi, con vô đó làm sao? Con có thể nào là con có thoát ra được cái quy luật này không? Quy luật vật lý dính mắc không? Con chỉ cần muốn đi đến một cái nơi nào đó là con đã dính mắc rồi. Rồi con suy nghĩ sao con có thể con giữ nổi cái công đức của con? Con có, con giữ nổi không? Con chỉ cần khởi một cái niệm, bây giờ thí dụ tới cái núi A đó mà con chưa vừa vô thôi, xuống tới vừa đụng tới là con bị rồi. Là vì con phải có cái ý niệm như thế nào đó thì con mới đến. Chính cái tưởng nó lôi con đi, nó vừa lôi là bắt đầu nó đi nhuộm con rồi, bắt đầu nó nhuộm từ từ rồi đó, tới đó là đen thùi rồi đó, khỏi cần lại. Thấy không? Phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này. Tu mà hiểu được thế giới vật lý thì mới tu đúng được, tu giải thoát được. Còn tu mà không hiểu thế giới vật lý, dù con có tu 1000 năm con không giải thoát được. Tại không hiểu, càng tu càng mê muội thì làm sao thoát được cái quy luật này được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con lỡ gật đầu chào người có người âm dựa thì công đức, thì toàn bộ công đức của con có bị bô đen hết hay không? Con lỡ gật đầu chào người có người âm dựa thì toàn bộ công đức của con có bị bô đen hết hay không? Con lặp lại.
con lỡ gật đầu, lực đầu người mà có người âm dựa thì toàn bộ công đức của con có được, có bị bôi đen không? Bị sao không bị? Lỡ gì? Cũng không có lỡ gì ra. Công đức bôi đen đừng có sợ, bỏ túi xài tiếp, kiếm cái khác. Kinh nghiệm mà, sống trên cái đất này phải sống trong kinh nghiệm. Mà chỉ có thiền tông mới nói ra thì con mới kinh nghiệm, chứ còn không, thiền tông không nói ra con không kinh nghiệm được. Ai dạy cho con mà kinh nghiệm? Tất cả những thầy dạy con hoàn toàn là lại lục cầu sinh thôi, không có ai dạy cái này đâu, nói thiệt con đó. Bây giờ con biết rồi, con đi cả cái nước Việt Nam có ông người thứ hai dạy cái này không? Nó khó lắm. Thì bây giờ mình biết rồi thì mình cố gắng. Nhưng mà cố gắng thì làm sao, nhưng mà đừng có làm mít lòng người ta. Mít lòng người ta con khó ở gần ta lắm. Con phải về chùa Tân Diệu ở luôn á. Mà ở luôn cũng chưa chắc rồi, chờ chắc ấy. Ở trong này cũng thiếu gì. Thiếu gì người cũng một bao đèn, làm cho con bao đèn luôn. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Hồi trước thầy nói là công đức ít miễn là trong sáng thì vẫn về Phật giới được. Như vậy trường hợp công đức ít này rơi vào trường hợp nào trong phần con đường về Phật giới? Tức phần công đức vô lượng hay phần công đức phước đức bằng nhau, hay phần công đức ít và phước đức ác đức nhiều? Con lặp lại. Thầy nói là chỉ cần có công đức ít là trở về Phật giới được. Thì cái phần công đức ít này á, là nó nằm trong ba phần nào trong cái lời dặn dò? Là công đức vô lượng hay là công đức và phước đức bằng nhau, hay là công đức ít, phước đức ít, ác đức nhiều? Thế giới vật lý này, cái bọc mà của thế giới vật lý á, còn đi học cái duy thức học lại nó rõ lắm. Tất cả công trong cái bọc của nó, trong cái bọc gọi là cái tàng thức của con người, trong cái tánh người á, nó chia nhiều cái kho. Mà cái kho mà phước đức ác đức phước đức âm nó nằm trong cái kho của tánh người á. Còn cái kho mà nó chứa công đức nó nằm ở trong vỏ bọc tánh Phật. Nên nhớ một điều đó, thấy không? Con mà nhận được cái gì thì đưa vô trong cái kho đó, do một cái truyền tống thức nó đưa vô. Trong thế giới vật lý này là giống như con có đi vô trong cái xí nghiệp con làm á, cái kho này nó chứa sắt, chứa cây, chứa gỗ, chứa thép, là do cái anh ổng có chịu trách nhiệm đưa vô, gọi là cái kho tàng thức. Rồi cũng con muốn nhớ ra con lấy cái đó ra, thì bên này cũng vậy. Còn cái kho mà chứa công đức không ai mở, nó ở hoài trong đó, không ai mở, không lấy ra. Vì thế mà khi mà con tạo, con cũng không hiểu nữa. Đợi khi nào nó đến trung tâm vận hành, nó mở ra thì con mới biết. Hoặc là sau khi con học thiền tông, con mới hiểu rằng công đức nó nằm ở chỗ đó. Tại làm sao tôi vừa làm công đức một cái, tôi tự nhiên tôi nhớ nó rất rõ là sao. Con không hiểu, chính cái đó nó trợ giúp cho con. Khi mà con tạo được một phần công đức rồi mà không bị bôi đen, tất cả những cái gì kia con không giận, con tự nhiên con không thích, nó xua ra. Còn con bị bôi đen cái nó thích liền, nó trở lại vị trí bình thường. Thì thế mà trong thân con người nó hai cái kho, một kho tàng thức chứa Phật tánh và công đức. Cái kho của tánh người thì nó chứa tạp nhạp, phước đức dương, phước đức âm và ác đức, nó nằm ở trong này. Vì thế mà ông thần quản lý á, khi mà con chết rồi đó mới nhìn thấy được. Nhìn thấy được là cái kho này chứa cái gì. Cái nào trội thì ông quăng đi, gọi là thần thực thi nhân quả. Đó, con thích. Thứ nhất là sau khi con chết rồi con muốn đi đâu, ông thần sẽ thực thi nhân quả bằng cái đó. Nhưng mà con khi chết muốn về Phật giới không được, là vì con không hiểu cái này, con không dám. Mà tưởng về Phật giới là về nước Tịnh Độ thôi đó. Đa số người ta tu hiện giờ là ta tu sai, ta tưởng là về nước A Di Đà là giải thoát, không đúng. Thế giới vật lý mà làm sao giải thoát được? Lên đó là hưởng. Khi học công, học thiền tông rồi mới hiểu cái công thức này, mới hiểu được. Còn nếu mà con không hiểu này, đừng có tu thiền tông mất công, tu nó sai, rồi nó có nhiều khi nó bị nghiệp nữa. Vì thế mà tôi nói là thiền tông giống là con dao không có lực, không có cán à.
con nằm cái gì, con nắm cho là đi, con tính đi. Bởi vì tôi khuyên thiền tông, người vô thiền tông giống như nuôi con hổ ở trong nhà, trị nó nổi thì nuôi, còn trị không nổi thôi đừng có nuôi, thành nuôi con mèo để cho chắc ăn. Nuôi con hổ mà không biết cách trị rồi nó lớn rồi nó ăn thịt mình luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Con cũng vẫn chưa rõ câu này nữa thầy, tại vì ý là công đức ít miễn là trong sáng thì về Phật giới được. Như vậy trường hợp này nó có thể mâu thuẫn với cái phần là công đức ít phước đức ác đức nhiều, dùng nhất từ thiền buông để về. Đúng là vậy. Ý nói là khi mà trước khi chết đó, mà có một phần công đức ít đó, thì nó sẽ rơi vào trường hợp là công đức ít mà phước đức nhiều và ác đức nhiều, thì cái trường hợp đó sẽ như thế nào? Nếu mình làm chủ được thì dùng nhất tự thiền, nếu làm chủ được mới làm nhất tự thiền. Còn mình ra rồi mình tối thùi, thần thực thi nhân quả, mình không có nói gì nữa hết. Có nghĩa là anh ra mà anh còn sáng suốt, anh biết con có công đức, thì có nghĩa là trong đó người ta nói là một bên vàng bên đen, hai bên vàng bên trắng rồi đó. Mình hiểu đó mình mới làm chủ mình được, mình mới sử dụng nhất từ thiền được. Còn không đó mình không hiểu thì thôi, ông thần ra vừa thôi ông dẫn mình đi đâu. Mà thứ nhất á, tu mà ra mà gặp hình này hình kia đi theo, 100 người ra thấy ông Phật đều theo ông Phật hết. Nhưng mà ông Phật nó có hai dạng, một phần là cực lạc và một ông Phật ở Bồng Lai tiên cảnh. Nhớ nhớ hai ông Phật này. Muốn ông Phật nào? Phật Bồng Lai tiên cảnh đi nhanh lắm, còn Phật kia đi hơi lâu chút. Phải hiểu hai cái quy tắc, nhân hồi cũng là Phật đó. Rồi đồn với gia đình đó, tôi thành Phật rồi. Ở thành Phật gì? Nó ở Trung Quốc đó. Bạn này vẫn còn thắc mắc cái ý đó thầy, là ý bạn này nói là cái công đức ít á và nó trong sáng á nó sẽ rơi vào cái trường hợp nào trong ba phần, trong cái phần lời dặn dò? Không có rơi công đức, không có rơi phần nào đó. Rơi vào phần dò có hai cái, nghĩa là một, sáng nhất là mình tự động mình đi theo hòa tiêu mình về, sáng ít sử dụng nhất thì thôi đi, còn sáng mờ mờ thì thôi dẫn đi đâu đi. Cái tháng mà gọi là cái sáng mình dùng nhất từ thiền ba lần á thì phải là công đức ngang ngửa nhau, công đức phước đức ngang nhau, có kèm ác đức cũng được, phải ngang. Mà lúc đó mình phải là sáng suốt sử dụng được nhất từ thiền, còn không thì gọi là lúc đó là mình mù rồi. Thì ông thần ông thấy nhân quả mình đâu là ông kéo tới đó thôi, chứ làm sao mình đấy. Duy nhất thứ nhất tự động không ai, tự động theo qua tiêu về. Thứ hai thì mới dùng nhất từ thiền được. Còn thứ hai mà con còn thấy mờ mờ thì con cũng có thể sử dụng được, nhưng mà con phải gan dạ. Chứ đừng thấy ông Phật mà lại rồi ông thua. Con chỉ còn thấy ông Phật xuất hiện mà theo Như Lai về Phật giới con, ở về cực lạc con theo là con chết liền. Ông còn chưa biết ở đâu luôn đó chị. Thì ở đây thôi. Kêu bằng theo cực lạc ở trái đất này là gọi, người ta gọi là Bồng Lai tiên cảnh đó. Con phải vào chỗ đó, con coi chừng vậy đó. Mà vô đó rồi nó lâu lắm, vô đó không tuổi thọ luôn á, thấy không? Mà vô đó con khi vô đó rồi con bực tỉnh ra không khó đó. Trường hợp hy hữu mà tự nhiên nhớ lại, ủa mình vô đây khi nào con vô hưởng phước đó rồi đó, thấy không? Con dường như con không nhớ gì hết đó. Mà khi con trực tỉnh lại một cái đó, thì con mới thấy mới lạ. Trái đất này có thể là gần bể rồi con mới nhớ, có thể là 10.000 năm, 10 tỷ năm con mới nhớ là được. Rồi hỏi tiếp đi. Để con xác nhận lại cho chắc ăn thôi. Là tức là công đức ít nhưng mà miễn sao nó sáng là con theo hoa tiêu là về đúng thôi. Lặp đi. À, công đức con ít nhưng mà nó sáng là con cứ theo hoa tiêu là về đúng không thầy? Ý nói là có công đức ít nhưng mà công đức sáng thì cứ theo hoa tiêu mà có thể về Phật giới đúng không?
ít nhiều biết, nhưng mà nó sáng đi. Và nó sáng, ông thần sẽ thả con. Ông thần thả con qua tiêu bắt đầu xuất hiện, phải hiểu chưa nè. Khi nào ông thần sáng là con sử dụng nhất từ tiền hay là cái gì đó, con nói sao? Nói giờ tôi muốn về Phật giới, thì ông thả con đi. Nhưng mà thả con đi con chưa chắc ăn đâu. Thần thả, thánh nó dựa vô, nó dẫn đi. Thánh nó giả ông Phật, nó giả qua tiêu, rồi nó dẫn con đi. Vì thế mà thánh dẫn đi giữ qua tiêu phải thử ba lần để biết có thánh thiệt hay thánh giả, không phải là thánh Phật hay là thánh người. Mình phải hiểu này nè. Con đi sâu vào cái vấn đề mà thiền tông con mới hiểu được cái này. Chứ còn nếu mà con hỏi mơ mơ mà màng nó không khó, không giải quyết được đâu. Thấy không? Bởi vì khi mà con đọc sách phải đọc làm sao mà tự nhiên con cảm ngộ được thì con mới hiểu được cái này. Con đọc sách mà không cảm ngộ hoàn toàn tưởng tượng ra là thua. Đọc sách thiền tông mà đưa cái tưởng vô hoàn toàn không tu được. Đưa tưởng vô là bắt đầu tưởng ta vậy. Chỉ trừ trường hợp nó kiến tánh nó mở được cái tánh Phật của mình ra rồi thì mình không tưởng nữa, thì mình hiểu mới đúng. Còn nếu không kiến tánh hiểu hoàn toàn sai. Tuy là đã hiểu rồi đó nhưng mà còn sai. Tại vì sao? Nhiều người tại sao truyền thiền rồi, vô thiền gia rồi mà còn đi làm cái chuyện ta bậy? Là tại tưởng. Vô rồi mà còn tưởng thì sư phụ dẫn đi liền. Nha, con phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi thắc mắc cứ hỏi. Tiếp theo xin mời nhóm miền Bắc đã đọc câu hỏi ạ. Cô không nghe rồi. Alo, alo. Có gửi đến chúng con một số câu hỏi. Alo, để anh ơi, ở miền Bắc nghe tôi nói không? Alo, alo. Con xin được phép đọc như sau. Câu 1. Có gửi đến chúng con một số câu hỏi. Alo, bỏ tất cả việc ác để tâm ý thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy sau. Hiện ông dụng những câu này vào trong cuộc sống không? Câu hỏi. Bỏ tất cả việc ác để tâm ý thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy sau. Hiện ông dụng những câu này vào trong cuộc sống không? Nghe được anh Tuấn Anh ơi. Bỏ tất cả việc ác để tâm ý. Anh có nghe tôi nói không? Đó là lời Phật dạy sau. Hiện ông dụng những câu này vào trong cuộc sống không? Nghe được anh Tuấn Anh ơi. Anh có nghe tôi nói không? Alo, alo. 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 Không phải là mãi đi, làm một cái cho mình dòm mãi luôn. Câu 1. Làm tất cả việc lành, bỏ tất cả việc ác để tâm ý thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Hiền tông quá. Áp dụng những câu này vào trong cuộc sống không? Thôi mình đặt câu hỏi trong đây khi nào được thầy nói. Câu tiếp theo là người tu thiền tông khi rời bỏ sắc thân để trở về Phật giới thì cô hồn có thể nhập vào sắc thân của họ hay không? Câu tiếp theo là người tu thiền tông khi rời bỏ sắc thân để trở về Phật giới khi nào cô hồn nhập đó là cái sắc thân trước người ta tưởng. Còn mấy người về Phật giới người ta đâu còn tưởng nữa. Mà nhập khi được nào, cô hồn nhập không có cách nào cái xác thân trước người khi đã về Phật giới cái xác thân bởi vì cái xác thân người mà trở về Phật giới nó thuộc gì nó mang một kim thân rồi nó mà nó có công đức nó trở thành kim thân rồi cô hồn không dám lại người mà trở về Phật giới bởi vì kim thân có màu vàng cô hồn mới cái màu đen nó không dám túc vô cái này mà nó có công đức nó trở thành kim thân rồi nhập cô là phải cái thác thân đó đã từng mời cô hồn vô thì nó mới nhập. Mà là tất cả những người tu thiền tông đâu còn cái chuyện này nữa mà nó dám nhập, không vô được. Rồi hỏi tiếp đi. Trong 100 người con giúp về, cho họ biết về thiền tông mà có một số người chấp ngã thì công đức của con có bị những người còn lại có bị bôi đen hay không? Bây giờ có gì có mà trong nghề chỉ còn khởi niệm ra là bị rồi chứ không có đừng có chấp ngã chị. Rồi khởi niệm ra mới làm gì thấy tức đối bực bội là rồi thua. Không có chấp ngã vậy, chỉ tức tối bực bội rồi. Người ta nói một, mình nói mười là là bị dính rồi đó. Câu tiếp theo là, thưa thầy cho con biết là tốc độ của điện từ quang và tốc độ của điện từ âm dương có bằng nhau hay không? Điện từ quang nó nhiều hơn, cái gì cũng lên 3.
điện từ âm thanh, điện kêu bằng ánh sáng, điện từ âm thanh rồi ánh sáng, rồi điện từ âm dương, điện từ quang, cứ mỗi cách nó cách một đoạn, ba lần nhân ba, ba ba hết. Điện từ tốc độ ánh sáng 300 cây số, 300.000 cây số một giây. Điện từ âm dương nó 900.000, điện từ quang nó ra 1.200.000, nó gấp vậy đó, vậy nó mới đi nhanh được. Rồi hỏi tiếp. Trong cái lá đơn gửi Thích Phổ Tuệ, thầy có nói rằng là Long Nữ là người giúp cho Phật Ca Diếp công bố huyền ký. Vậy tại sao lúc đó Long Nữ lại không về Phật giới mà còn ở lại để giúp cho Phật Thích Ca? Đã nói rồi, Long Nữ khi mà đã nhận được cái quyển giáo, nhận được cái giáo lý này học thuộc rồi, cái kinh nói thiệt, cái kinh mà cái quyển giáo lý á, nó thuộc về kinh vô tự chứ không phải là hiểu bình thường đâu. Bên ngoài ổng để bằng tiếng Việt Nam bây giờ nè, cái tiếng đó nó biến chuyển được cái tiếng ở trong cái kinh vô tự, nó biến được từ theo cái nước. Giống như mình bây giờ bởi vì văn minh rồi mới nhìn nó, thấy ở trong cái laptop á, muốn Anh thì đưa chữ Anh, tiếng Anh vô, English vô. À, còn nếu muốn Tây đưa Frank vô, muốn Tàu đưa China vô, muốn Việt Nam đưa Việt Nam vô. Tất cả những cái văn tự bất lập văn tự nó đặc biệt lắm chứ không phải đâu. Bây giờ khi mà trao cho Long Nữ, người nữ trở thành nước rồng cho sở Long Nữ, người Việt mà nó xài cổ, xài bằng tứ nước yên làm sao biết. Mà khi cái quyển huyền ký á, ôi quyển giáo lý này đến nước nào, nước đó lật ra bằng cái chữ đó. À, nó là vì thế mà ông Phật bảo thợ văn minh lên thì mới làm được này. Vì thế mà cái laptop của mình đưa vô Việt Nam nó thành tiếng Việt Nam, đưa qua Mỹ nó thành tiếng Mỹ. Cũng thích cái laptop thôi. À, khoa học nó đã chế biến được gì thì cái dạo này mới hiểu được cái này. Nó thành tiếng Mỹ. Cũng thành ra bây giờ cái này đưa ra mới hiểu. Khoa học nó đã chế biến được. Nhưng mà hiểu chứ xin lỗi. Thì cái dạo này trăm người chỉ có người hiểu thôi, còn nhiều chấp ngã là thua được cái này. Vô thiền tông chấp ngã hoàn toàn không tu được. Hiểu chứ xin lỗi. Thì cái ta là hòa thượng, ta tiến sĩ, ông không có gì ta đừng có nói thua được. Vô thiền tông chấp ngã hoàn toàn không tu được. Bởi vì cái chấp ngã này ngày xưa lục phổ huệ năng, ông không biết chữ ta đừng có nói chữ, bắt giả gạo chết luôn. Khi mà hiểu ổng rồi không dám, mà không dám bắt ông da gạo. Mình phải hiểu thế giới này là cái thế giới dí, thì mình hiểu sâu. Vì thế mà Thiền Tông mới đưa ra thời văn minh cao mới phổ biến được. Chứ hầu xin lỗi trời nhân tông phổ biến ổng không biết phổ biến được. Chứ ổng không có nhiệm vụ, ổng không mở được kinh vô tự. Chính là cái giáo lý, ổng không, ổng biết có đến nước Đại Việt mở ra thấy cái thấy chữ Thiền Tông, nhưng mà không hiểu ở trong dạy cái gì, đóng lại. Ở ngoài câu, trong cái quyển kinh như ngoài nè: bất lập văn tự giáo ngoại biệt trì trực tỷ chân tấm kiến tánh thần Phật, đất rồng nước rồng khai mở ra. Đất rồng nước rồng mở ra. Câu đó là câu sau cùng của quyển giáo lý. Ông nào dám. Vì thế mà mấy ông kia ông mở ra không thấy, không thấy chữ. Mà về tới bà Thảo mà mở ra nó hiện ra. Không biết sao đó. Bà có phép thuật gì không biết. Giống như mình đây có cái điện thoại, thấy ai cũng gọi được mà ấp điện thoại gọi cũng được. Phải sao? Là giờ thiếu cái mật thực số gì không biết. Thiếu mật giống số, coi đi, có mật số bấm nó ra liền. Chắc bà Thảo cũng gọi biết, được, ông kia dặn rồi. Điện thoại gọi cũng được. Phải sao? Là giờ thiếu cái mật số không biết. Bấm số thiếu máy nó ra. Coi đi, có mật bấm nó mới ra. Chứ nếu không cho bí số là cũng thua luôn. Vì thế mà khi mà tập cái quyển giáo lý này vừa ra đời hồi 1150 thì năm 40, 1150 năm 68 có một ông nghe được cái này khôi phục Thiền Tông, khôi phục được hai chữ Thiền Tông thôi, ruột Thiền Tông không biết. Thì bắt đầu ông ngồi ông tưởng giết thì nó sai, thấy không? Nó phải hiểu cái nguyên tắc đó.
Vì thế mà tại sao người ta nghe vừa rồi tại sao mà có ông nào ông nói là 40% ông lấy ai về là cuốn sách ông viết tào lao ông có gì trong đó, làm sao lấy được? Có nghĩa là người nào có nhiệm vụ này thì mới mở được, còn không nhiệm vụ đừng có mong mở, rồi ngồi đó tưởng tượng ra là chết đấy, tưởng tượng là theo quy luật vật lý. Rồi hỏi tiếp đi. Hôm trước thầy có nói là Long Nữ cũng đã giúp cho nhiều vị Phật trước, mà tại sao Long Nữ lại không về Phật giới vào thời điểm trước mà vẫn còn ở trong cái đất này? Khi giao là ông gì bà về rồi chứ còn gì nữa, về là có nói đâu. Khi giao là đã về rồi, do một vị Phật dẫn đi. Tôi nói thiệt, lúc đó chưa biết, nhưng mà con người là gì á, trên cái thiền tông này có hai người về Phật giới bằng hai ông Phật dẫn đi. Một là ông Xá Lợi Phất và Long Nữ. Hai người này được hai vị Phật dẫn về, không tu gì hết. Vì thế mà có cái nhiệm vụ phổ biến ra sẽ được. Bởi vì chắc chắn là khi thiền tông phổ biến ra thì vô số người ta ngộ thiền. Bất Phật biết rồi Phật dẫn đi rồi. Có nghĩa là cũng như là trả tiền trước đó, trả tiền lãnh lương trước đó. Không cần làm đủ ngày. Nói mà bao nhiêu đời, 1,000 mấy trăm năm, chuyện cái này đi đâu phải dễ đâu. Rồi tiếp nhận thì chắc chắn là dư sức vậy. Mà chắc có lẽ hồi xưa là cái hậu thời mà ông Phật Ca Diếp có công đức rồi, nhưng mà phải nấn ná lại để nhờ ông sao. Bởi vì cái thiền tông này nó ra đời rồi bắt đầu đi trái đất đi vào quỷ diệt rồi, thì phải đi qua vào trái đất khác rồi, thì phải mở cái 10 tỷ năm nữa không. Thành ra duy nhất một người đầu tiên được một vị Phật, hai vị Phật dẫn về là cái người khai, bắt đầu khai sáng thiền tông, và một người đi về chấm dứt thiền tông, nhiệm vụ xong chấm dứt thiền tông. Đó có nghĩa là tôi xác nhận là Long Nữ đã về Phật giới. Bây giờ rất nhiều người về chứ không phải biết. Tôi thiệt có rất nhiều người về Phật giới, nhưng mà cái chuyện đó không có nói đây. Nhưng mà tôi bảo đảm về sau sẽ có người báo cáo rằng có người thấy. Chứ bây giờ chưa. Chừng nào thấy hay, chừng nào có người báo cáo sẽ hay. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy cho con hỏi, vì sao vị thần Kim Cang không còn giúp đỡ mình theo thiền tông nữa khi mà công đức của mình lại bị bôi đen? Cái quy luật vật lý là ta giúp đỡ là khi nào nó sáng. Giống như con người anh đàng hoàng á, thì đi đâu thì người ta giúp đỡ mình, còn anh mang tội rồi sao? Mang tội cái ai lại gần anh đâu. Tất nhiên là anh bị bôi đen là do con người bình thường rồi, đi theo quy luật rồi. Chừng nào có, giống như bây giờ nè, anh làm cảnh sát đi, mặc áo, mặc cảnh sát ra gác rường đi. Có ai đụng chạm tới cảnh sát, anh lệnh binh, phải không? Còn bây giờ anh người thường đi, biết anh phải cảnh sát không? Thì phải ráng chịu, chơi bằng lực mạnh được yêu thua của thế gian này. Thần Kim Cang không giúp đỡ được. Có nghĩa là công đức bị bôi rồi, ông không thấy được cái hào quang này, ông không giúp. Rồi hỏi tiếp. Thường thường khi con ngủ, con nhắm mắt ngủ thì con thấy màu vàng nhạt lúc nhắm mắt. Thầy cho con hỏi hiện tượng trên là như thế nào? Mình coi chừng, nó có hai cái trường hợp. Một là công đức thiệt nó hiện ra, hai là công đức giả của ông Thánh hiện ra. Ham muốn á. Nên nhớ là ham muốn thì vẫn thấy công đức, mà tự nhiên cũng thấy công đức, mà coi chừng lạc vào cái ham muốn. Phải coi chừng cái chỗ này. Vì thế mà tu thiền tông phải tu bằng trí tuệ. Anh không trí tuệ được, anh coi chừng lạc. Rồi hỏi tiếp. Thầy cho con muốn xin phép con thu những cái quyển kinh tụng theo pháp môn thiền tông và phổ biến trên mạng được không? Được, cái đó được. Nhưng mà mình làm cái trong sáng, chứ đừng có gì chấp ngã làm trong sáng được. Vì tôi nói tất cả kinh tụng đều nó có cái lực dương, nó phá vô minh ở trái đất này, với điều kiện cái người nghe nó phải là có phước đức mới nghe được, còn có công đức bôi đen mới nghe được.
Còn mấy người ác đức, âm đức không sợ cái này lắm, tổng chịu không nổi. Mình phải coi chừng người ta. Trong gia đình người nào mà âm nhiều quá, đêm này tụng về sau nó khờ khờ, nó muốn điên luôn á. Chứ đâu phải muốn được muốn tụng lúc nào. Bởi vì mình phải hiểu rằng từ kinh tụng sám hối hoặc là an di Phật, nó có cái lực dương, nó phá vô minh. Nhưng mà mình không hiểu, đưa vô cái chỗ không hợp là mình hại người ta. Đó, mình phải quan trọng đó. Thay vì mình muốn, nhưng mà cứu một người giết mười, cứu một mà giết mười, mình coi chừng cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông mà sống hay buồn thì công đức của người này có bị bôi đen hay không? Đi theo chứ sao, cứ nói đi theo hoàn cảnh từ con người. Tu mà buồn gì nữa, ta nói ăn mệt ngủ mà buồn, cái chữ buồn bỏ đi. Làm chữ buồn mà còn không xài hơn chữ buồn nó còn nặng hơn chữ buồn. Rồi hỏi tiếp. Dạ. Vì sao khi người này lớn tuổi rồi không kịp gặp pháp môn thiền tông, nhưng họ nguyện sau này sau khi tái sinh họ gặp được pháp môn thiền tông thì lại họ được đi theo ạ? Nếu mà họ nguyện mà họ có lực thì chắc chắn ông thần Kim Cang giúp họ liền. Họ sẽ dẫn tới. Bây giờ bởi vì từ khi thiền tông công bố ra rồi, cái thiền tông nó phân bố rất nhanh. Ngày xưa không nhanh bằng cái này, tất cả kinh vật lý không nhanh bằng thiền tông. Vì khi thiền tông nó ra là nó phải đợi đáp ứng cái thời con người văn minh tột đỉnh rồi. Bây giờ tại vì thiền tông nói đây chứ bây giờ bên Mỹ nó nghe, nó phổ biến rất nhanh vậy đó. Thấy không? Thành ra phải bắt được cái kịp này, còn không bắt được cái kịp này thôi đừng có lo. Hồi xưa nói ở đây chứ xin lại làm sao Hà Nội biết được, mà giờ nói đây Hà Nội nghe. Mà cả thế giới nó ngồi nghe chứ không phải ấy đâu. Đó mình phải hiểu, bởi vì thời văn minh mới phổ biến này ra được. Rồi hỏi tiếp đi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông có nói đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền là được áp dụng vào cuộc sống nào vào thời hiện tại? Nếu mình vô tâm là thanh tịnh rồi, còn miệng đâu mở ra mình hỏi. Cái tâm mình thanh tịnh mình không hỏi, có miệng mình không mở ra rồi làm sao hỏi. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền có nghĩa là cái tâm khi mình muốn hỏi là phải có suy nghĩ khởi ra, mà vậy cái tâm nó cứ ngắt rồi làm sao hỏi. Thì ông đây là ông chỉ cách tu, có nghĩa là anh thanh tịnh đúng rồi đó, đừng có hỏi chi hết á. Còn anh muốn về Phật giới anh đi tạo công đức anh về. Mà lúc đó ông Trần Tân Tông không nói được cái câu này là vì ông chưa nắm cái quyền ký, ông nắm được mà cái giáo lý ông nắm được. Ông giáo lý vẫn nắm được cái kinh vô tự này, bên ngoài vẫn để chữ là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Đây là tất cả các tổ đọc cái bản này mở ra bên trong không thấy gì hết. Ông phải xếp lại, không biết ông Phật dạy cái gì. Thì bây giờ tới thời này mới giải mã được bốn cái chữ này, chứ ngày xưa không ai giải mã được. Alo, tôi thấy có alo. Nhiều thầy giải trên trời dưới đất thôi, không đúng. Alo. Mà cũng may mắn 4, làm 4. Sao mà Ngô Thừa Ân nó đã giải mã được cái này. Nhưng 1, mà nó giải mã không 1, tới. Nó thiếu một cái gì, nó không biết, nó biết. Nó biết mà nó không giải mã được. Ý Thị Loan hiện bây đang sinh sống thiền tông, làm bởi vì khi thiền tông mà ra đời rồi, một thời số minh, để nó mới hiểu được cái nhân. Tông này nó nói cái gì về không gian. Người ta mới nắm được cái này, ta mới giải mã được cái thiền tông này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Một người ở Đồng Nai hỏi, có những thiền tông thất đã được chùa an vị Phật rồi, thì những thiền tông thất này vào các ngày rằm và lễ thường hay cúng Phật và hoa quả và cúng gia tiên, vậy thì có ý nghĩa gì hay không ạ? Anh giúp nghe sao không? Dạ, những thiền tông thất đã được chùa an vị Phật rồi, thì những thiền tông thất này hàng ngày vào các ngày rằm hoặc ngày lễ Tết thì cúng hoa quả và cúng Phật và cúng gia tiên, thì có ý nghĩa gì hay không ạ? Bắt trước theo cái chùa thiền tông đi, thiền tông Phật đản cũng không có làm, mà rằm Tết thì cũng đâu có làm gì đâu. Có nghĩa đi cái thiền tông thất xin cái phép sinh hoạt để rồi tập trung ngày Chủ Nhật nghe giải đáp hoặc là truyền thiền của cái chùa chánh, người ta truyền đến cho mình nghe hợp pháp thôi, đóng cửa xong rồi đi làm. Chứ ngồi đó mà ôm cái thiền tông thất làm chi? Thiền tông thất lập ra để làm cái gì? Xin phép chính quyền hoạt động đúng luật pháp,
để đến ngày Chủ nhật mở ra chùa chánh họ dạy cái gì, nói cái gì, tập trung cho người ta đến, người ta xem, người ta nghe. Lập Thiền Tông Thất có công đức chỗ này nè, đừng có nói gì hết. Tới ngày Chủ nhật, Thiền Thiền mở, thay vì mình đến đây xa quá, Hà Nội vô đây xa quá, thì ngồi ở ngoài đi, mình nghe cũng giống đây, rồi muốn thắc mắc gì thì hỏi, nhưng phải có giấy phép, người ta mới cho làm cầu truyền hình, còn không có giấy phép, người ta không có cho. Mình chỉ làm vậy thôi chứ cúng đi, đã lập ra rồi, cho Thiền Tông không dính gì bất cứ cái Thiền Tông hết, không có cúng quẩy hết, kiểu như là bàn cho sạch, có thể là ấm thì chỉ đốt cây nhang để đó thôi, có đèn thôi, không có làm bất cứ gì, không cầu xin gì trong này ra đây. Đó. Bây giờ có cầu xin thì được, giống như Hà Nội nè, cầu xin cầu truyền hình được có hư. Cầu truyền hình đó là cầu ai? Cầu Dũng á. Cầu Dũng, anh Dũng làm ơn nói cái mạng cho nó đẹp đừng có hư, là cầu cầu cái đó đó, chứ không phải ông đâu có làm được cái này đó. Mình làm cái Thiền Tông Thất ra đây nó hộ pháp tập hợp của người ta lợi, chứ không phải cầu vô đó cầu xin cái gì nữa đâu, muốn nghe thì vô đây thì nghe. Rồi hỏi tiếp đi. Trong đấy cứ đọc. Thưa bác, thưa bác, lần trước cháu có nghe người tu Thiền Tông đúng thì không chết yểu, vậy người tu Thiền Tông mà chết sớm thì có phải công đức họ bị bôi đen không? Không phải công đức bôi đen mà bị thần, bị ông cô hồn, ông cô hồn phá. Người tu Thiền Tông mà bị chết sớm là bị cô hồn phá. Mình sao đó, nó thật. Alo. Giờ tôi hé cho biết. Đúng rồi. Tu Thiền Tông đúng, hoàn toàn không có chết yểu. Câu hỏi đi. Ngoài mình này bị chết yểu là cô hồn phá mình, do mình chấp ngã. Thứ hai là mình làm cái gì quá trớn. Bởi vì tại sao? Bây giờ thí dụ tôi nói là cái Thiền Tông nè, nó kỹ nhất là những chỗ miễu, chỗ am, chỗ gì đó. Mình đừng có tới, tới chơi thì được, tới rồi truyền bá vô cái đó coi, coi chừng nó theo tới nhà luôn. Rồi sao? Mới vừa ra cô cái mẹ thấy điện đỏ tưởng điện xanh chạy, đụng chết văng liền. Đương chạy thấy có người đứng trước mặt đó, né qua bên này nó đụng mình. Rồi sao? Đâu phải là, cái đó đâu phải là chết yểu mà là chết ẩu. Chết ẩu là do cái không biết. Chỗ người ta đăng kêu bằng thờ đủ chuyện hết, mình nhào vô rồi mình truyền bá cái này đi đâu. Mình có đi ra nổi không? Nếu mà thần thừa hành thì nó làm không chết, nhưng mà cỡ thần dùng quất mình chết luôn. Cái đẳng cấp người ta lớn rồi, nó phá mình chết này đâu. Đó, tu Thiền Tông chết yếu là do cái này nè. Tu Thiền Tông mà đúng mức rồi hoàn toàn nó cải số luôn. Thưa bác, có phải người có công đức nhiều và sáng là dễ giúp người khác không ạ? Công đức nhiều thì dễ giúp người khác lắm. Vì cái phong cách, mình tới với người ta mình có cái phong cách riêng. Mình tới người ta cái mặt mình nhăn nhăn hoặc là mình chấp ngã rồi thua, khó đổ người ta lắm. Thứ nhất là cái mặt mình hung dữ, đừng có đổ ai đó, coi chừng. Mình phải hiểu cái thế giới này muốn giúp người ta làm cái gì, mình phải là con người thấp. Đức Phật còn nói là tất cả cái gì thấp tinh hoa nó sẽ trở về người đó, còn ngột cao tinh hoa không lên, tất cả tinh hoa nó trở về người thấp nhất. Mình phải hiểu vì thế mà ông Phật là một thái tử, không làm thái tử mà phải đi ra ông ăn xin đó, nó mới chạy ổng á. Chứ thái tử đi ngộ đạo hoàn toàn không ai dạy ổng, không ai theo ổng đâu. Rồi con hỏi tiếp. Cháu có nghe Thường Tọa Thích Châu Quang và Tiến sĩ Nhích Thích Nhật Từ dạy Phật tử rằng người học Phật muốn giải thoát sau sinh tử phải 100% diệt trừ dâm dục, và các thầy ấy đã chứng minh Phật tử, chứng minh Phật Thích Ca bỏ vợ con để tu thành Phật. Vậy alo, người tu alo theo Thiền Tông có cần phải như vậy không ạ? À? Con so sánh từ cái, so sánh từ món thôi. Thầy Thích Châu Quang và Tiến sĩ Thích Nhật Từ dạy Phật tử là muốn thoát sinh tử trong hồi phải diệt trừ dâm dục ạ. À? Muốn siết
muốn hết sanh tử luân hồi phải diệt trừ dâm dục. Hai ông này không biết vật lý, ông không có hiểu. Đây là của cái người tu theo A-la-hán, tu còn dụng công, không hiểu vật lý. Mấy vị này tu không hiểu vật lý, thiền tông nó mới nói gì vật lý thôi, còn tất cả năm pháp môn đầu nó nói về thế giới siêu hình. Bởi vì tưởng đâu là dẹp này bỏ kia, xin lỗi, ông khỏe ông mới đi được, ông ốm làm sao ông đi được. Con người mà khỏe, tất cả các cơ phận đều khỏe hết, phải sử dụng hết, không có bỏ cái nào hết. Wow. Mới đúng là thế giới vật lý. Tôi nói thẳng, nói vậy thôi. Chứ làm sao dẹp nữa. Thế giới vật lý này nó phải, nếu anh giỏi, anh ngọt, anh đói đừng ăn đi. Nếu anh không chấp ngã, anh mặc cái áo rách đi ra đường đi. Anh phải chấp ngã rồi. Có nghĩa đi ra đường đừng có thái quá thôi. Ở trong thế giới đừng có thái quá. Phải làm đúng theo quy luật vật lý. Bởi vì người tu thiền tông mới biết vật lý mới tu được. Còn không biết giải tốt, không biết vật lý là cứ ngồi đó tưởng tượng dạy người ta là nó sai. Là dạy cái tưởng, do cái tưởng con người nó mới bị sai. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, vì sao phải thử hoa tiêu 3 lần? Cái đó là mình sợ giả. Cái gì cũng vậy, sợ giả phải kiểm vậy. Có một cái không cần kiểm là cái hoa tiêu khi xuất hiện ra mà xung quanh không thấy gì hết. Hoa tiêu vàng sáng rực trong đó không thấy gì là đi theo khỏi thử. Còn hoa tiêu bất cứ có hình gì trong đó mà đầu tiên cái màu vàng sáng mà có hình ảnh đó, thì thử một lần được thôi nha. Còn bắt hoa tiêu bắt đầu nó từ trắng rồi nó qua màu vàng nó coi chừng 100% là giả. Đó là do vị thánh làm chắc chắn 100%. Bởi vì trong cái lời dặn dò ta nói rất rõ rồi, thoát ra cái này là phải đi qua được cái công thức thử của nó. Còn không thức thử mình đi luôn, bởi vì mình đâu có kinh nghiệm đâu. Chỉ trường người nào mà người ta có công đức thật nhiều không thử. Tôi dặn là công đức nhiều không thường thử. Bởi có ai gạt mình ở đâu thử. Có nghĩa là hoa tiêu nhiều nó cách mình cả mấy cây số, không ai tới gần đâu. Còn hoa tiêu giả, hoa tiêu ấy bắt đầu xung quanh đông lắm. Rồi mình nói hết, thì trong đó có gia đình, rồi có thần, có thánh gì tùm lum đậm đó. Rồi hoa tiêu đủ màu sắc, không coi chừng. Thứ nhất vừa ra mà hoa tiêu biến chuyển, mới vừa có một giây mà nó biến chuyển nhiều là chắc chắn 100% là giả. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, Bồ Tát ở cõi Tịnh Độ, vậy các Bích Chi Phật ở đâu trong tam giới này ạ? Bồ Tát, Bích Chi Phật, cùng Bích Chi Phật ở đây nè. Bích Chi Phật là những người mà gọi là chấp ngã nhiều, đậu một pháp, dẹp được một thứ mà chấp ngã nhiều là Bích Chi, nhưng mà nó không có hiểu đâu. Bích Chi Phật mình không thấy đâu. Bồ Tát có nơi, còn có Bích Chi cho bằng thập giác mà giác có một phần, rồi đi nói người khoe cưa đó. Nhưng mà cái người giác một phần vẫn hơn Bồ Tát. Là vì Bồ Tát chỉ là giác mà lời nguyện, thành ra nó không có lực ra. Bích Chi Phật có thể giải thoát được, nhưng mà với điều kiện anh phải tạo công đức. Nhưng mà tại sao ông hiếu tạo công đức? Bích Chi Phật muốn thành Bích Chi Phật thì phải đi theo cái dòng thiền, đợi người ta dạy công thức về thì Bích Chi Phật mới làm được. Còn ông cái Bích Chi Phật rồi đời này tới khác đời kia cứ lên Bích Chi Phật hoài trong trái đất này, chứ không chạy đâu khỏi. Rồi hỏi tiếp đi. Ở trái đất này là ngũ thú tập cư, vậy tại sao trong kinh viết khi Phật thuyết pháp có vô lượng chư thiên Bồ Tát đến nghe Phật thuyết pháp ở trái đất này ạ? Đó là mấy ông vật lý nói thôi chứ không thật đâu có nói. Có nghĩa là ông Phật mà thuyết pháp á, tại sao mà duy nhất chỉ có mà khi mà ông Phật ông thành đạo thì chư thiên mới rải. Chư thiên đó là ai? Đó là những người mà thần mà kêu bằng thần nữ á, mà nó hiện đó. Chư thiên chính là thần nữ, những người con gái, người thần có cái nhiệm vụ. Bởi vì thần không có thể làm bất cứ gì mà chỉ đi, người nữ chỉ là để dùng sử dụng trong những ngày lễ lớn của những vị toàn nắc toàn giác làm thôi, chứ không phải là ấy đâu. Cõi trời không xuống được,
mà chư thiên này là nó nói là thần nữ của người nữ trong trái đất này trợ giúp, mà là nói đúng nói thẳng là vợ của thần, vợ của thần thần gì đánh á, thành hộ trì chánh pháp á, thần Kim Cang, con vợ thần Kinh Kim Cang hộ thần cái này, người ta gọi là cho thợ là chư thiên, chứ không phải là chư thiên là trên trời đâu, vợ và con của các vị thần gọi là hỗ trợ cái này. Vì thế mà giống như là ở thế gian này mấy đứa học trò nữ á, nó thường lập cái đoàn này đoàn kia đó, chính là con những người con gái trong lớp học mà người nữ mới làm được cái này thôi, người nam không làm nha. Mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này. Từ từ Thiền Tông nó mới mở ra, nó chỉ từ danh từ người luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, Tổ Long Thọ có viết bộ Đại Trí Độ Luân rất nổi tiếng. Vậy Tổ nhận huyền ký rồi mới viết sách hay là nhận sách rồi mới... Lập từ từ đó. Tổ Long Thọ có viết bộ Đại Trí Độ Luân rất nổi tiếng. Vậy Tổ nhận huyền ký rồi mới viết ra hay là viết ra trước rồi nhận huyền ký sau? Bồ Tát Long Thọ viết cái gì? Bộ Đại Trí Độ Luân. Trí Độ Luân. Đâu có trong đó thì Bồ Tát đâu có ở thế giới này. Mà Bồ Tát Trí Độ Luân đâu có đi theo dòng Thiền Tông. Đi làm cái khác. Tất cả Bồ Tát hoàn toàn không đi theo cái thế giới Thiền Tông. Mà đi theo cái thế giới vật lý. Tất cả Bồ Tát đi theo thế giới vật lý. Có nghĩa là đi cứu độ này kia kia nọ, hứa gì đó là bên đó nó học. Còn Thiền Tông không có Bồ Tát mà đi theo mấy ông tổ thôi. Trong Thiền Tông đời bây giờ có 36 tổ là căn cứ vào mấy ông này. Còn cái đó nói Bồ Tát thì nói về thế giới vật lý. Có nghĩa là như Bồ Tát Quan Âm thì có nằm trong thế giới vật lý mà giúp người cứu khổ thôi. Hoàn toàn Bồ Tát không có giúp giải thoát được. Bồ Tát không có hiểu, không có học cái ngành này. Bồ Tát Quan Âm không học ngành giải thoát mà học ngành cứu khổ. Mình phải biết mỗi người ta có cái nhiệm vụ người ta. Rồi hỏi tiếp. Anh chị em học Thiền Tông có nói nếu nói tạo công đức thật nhiều thì có lẽ nhà mạng Facebook, YouTube và các nhà viết sách là nhiều công đức nhất, phải không ạ? Lập từ từ. Các chị em học Thiền Tông nói nếu nói công đức rất nhiều thì các nhà mạng Facebook, YouTube, nhà in sách là nhiều công đức nhất, phải không ạ? Công đức nhiều rồi sao nữa? Những người mà tu Thiền Tông á, họ nói á, người mà có công đức nhiều á, là những cái YouTube và Facebook, những cái nhà mạng á, những người mà sáng lập ra YouTube hoặc là Facebook hay là những cái nhà xuất bản á, là những người đó là có được công đức nhiều, đúng không? Có liên quan, có, nhưng mà họ không hiểu. Chính thời bố đó, thí dụ cái nhà xuất bản tôn giáo, nhà xuất bản bằng đức cho xuất bản này có công đức, nhưng mà họ không hiểu. Nhưng mà chính cái người ký và cái người kiểm duyệt có công đức, mấy người kia không có. Trong này nó có hai nhà, trong tôi nói thiệt ra. Trong cái nhà xuất bản tôn giáo á, thì thằng Sơn á, nó có công đức, với ông Quánh có công đức, hai người này có công đức. Còn ở bên nhà Hồng Đức thì ông Việt Bắc lại với cái cô gì đó là có. Nhưng mà hoàn toàn không hiểu. Đợi khi nào mà tái sanh lại mới tự nhiên hiểu. Có nghĩa là tất cả những tôi nói thiệt giống như ông Nguyễn Công Quánh đó, với Sơn đó, nó có nhưng phải đợi qua một đời Phật sau. Giống như ông Xá Lợi Phất có công đức rất lớn, bây giờ ông Nguyễn Công Quánh có công đức rất lớn mà ông còn không biết đâu. Nhưng mà bây giờ nghe nói ông nghĩ, bây giờ bị người ta ép ông nghĩ rồi. Chính ông ký cái này, ông ký này là công đức thật lớn. Nhưng mà nếu có nhiều cỡ nào mà không biết thì làm sao vậy? Vì thế mà tôi đã nói là cô Bích, cô gì, cô Yến đó,
có công đức cô đâu có hiểu. Giờ cô chửi mà chửi thiền tông mà có công đức mà cô không hiểu thì giờ sao vậy? Thì giống như là ông Xá Lợi Phất có công đức mà không xài thì phải đợi, đợi khi nào đời sau mà có cái dịp nào phơi bày ra thì mới hiểu thôi. Cái này tất cả gì, bởi vì nên nhớ là cái chữ công, cái công đức này trước 2561 năm về trước không ai hiểu chữ công đức mà hiểu sai hết. Bây giờ khi công bố huyền ký ra, người ta nói là công đức, phước đức, ác đức, nó có ba cái dế rõ ràng. Nhưng mà họ không chấp nhận luôn, họ không chịu, coi là cố tình không hiểu đó. Thì làm sao? Thì có công đức để đó thôi, rồi nó liên hồi nữa, rồi đợi đợi sau kiếp sau thì nó gặp lại. Rồi ông Phật, chứ cái này ông Phật nào mới khai nổi, chứ còn cái người bình thường không khai nổi đâu. Chính ông, nếu mà cô Yến phải gặp Phật sau, ông mới khai cho cô Yến mới nhận cái công đức này. Chính ông Quánh phải Phật sau mới là nhận được cái công đức, chứ bây giờ không, hoàn toàn không là. Bởi vì sao? Bây giờ ổng là con đang chấp ngã, nằm ở trong thế giới vật lý chấp ngã, cái tầng âm quá nằm quá thấp đi, không trội lên được. Nó phải lăn lộn bao nhiêu đời nữa rồi nó mới trội lên. Trội lên mà phải gặp được cái thiền tông. Thì ông Phật nó hầu trời trước ông có công đức mà ông biết xài. Thì giống như ông Xá Lợi Phất mấy đời trước, Phật trước ông có biết xài, giọng gặp tôi cũng chửi. Ông chửi thành ra ông thấy ông đây trong 1200 người duy nhất chứ ông này có thôi. Thì ông mới tìm cách ông độ, ông mới tìm cách cho ông Xá Lợi Phất thì nhìn về Phật giới. Chứ mấy người kia có nhìn đâu, ông bổ siêu thịnh thượng, biểu đại siêu đại thân thần lực thanh tịnh thiền thì ai cũng ở đó. Mà tại sao không ai thấy, mà chỉ có một ông này thấy? Là vì có công đức mới phá được. Có nghĩa là cái bóng, có bóng đèn rồi nhưng mà ông quét trong cái lỗ để cho nhìn thấy. Đó, rồi mấy người kia không có, là nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, ngài Duy Ma Cật là cư sĩ tại gia, vậy tại sao ngài lại có trí tuệ vượt bậc hơn những vị đệ tử khác ạ? Cái thế giới này ta nói thì cái thiền giới, cái mà cái người ngộ thiền, tôi nói thiệt là ông tu không ngộ được. Ông vô chùa tu hoàn toàn không ngộ đó, mà ở nhà mới ngộ. Nên nhớ rằng ngày xưa thiền sư Ni Đức Thảo nhận được này, bà đi bán giải ở Chợ Lớn chứ không phải ở đây đâu, bỏ sập giải. Có đâu bà đâu đi tu đâu, bà có đi tu ngày nào đâu vậy? Tự nhiên ông kia ông đưa cho bà về, bà đọc nó mở sáng ra mới nhớ ngày xưa. Hồi xưa hồi kiếp trước tu sao, tự nhiên mở cái quyển giáo lý ra, nó mở ra chữ luôn, bà mới lạ luôn, thử tới thứ luôn, đóng lại mắt mở ra thấy, đưa người khác không thấy. Rồi sao người khác coi giáo lý coi không thấy. Tôi nói không đơn giản, có nhiều ông thầy đến thấy cái quyển sách lạ, bà không lúc chưa có hiểu mới đưa cho người khác, có bệnh điên có cái gì, cái quyển sách không có mấy chữ ngoài thôi chứ đâu có gì. Thì bà mới trực nhớ là ngày xưa, tại sao bà mới trực nhớ là kiếp trước bà có nghe cái gì này, rồi sao đọc tới cái giáo lý đọc hết rồi thì mới nhắc lại thời Hùng Nghị Dương. Bà là ai? Công chúa Hùng Tí Loan. Bà mới trực nhớ lại, nhớ như là mới ngày nào thôi. Bởi vì từ vua Hùng Vương tới đây là gì? Mới 2700 năm thôi, đâu nhiều. Trước công nguyên 565 cộng với 2150 là nhiêu? Thì mới có 2500 năm thôi. Nghe không? Thì bà thực nhớ. Vì thế mà một người rất gan dám sang sập giải, đi về các chùa, không bán. Hồi xưa bán giải đó mà vô được cái chỗ buôn bán không phải dễ đâu, sang lại rất rẻ. Tôi nhớ hồi đó sang có 400 ngàn cho tôi 200, còn 200 ở sách về đây mà cắt cái chùa. Đó, nói bà má cho con về đây, còn gì còn má đem về các chùa. Tôi còn nhớ rõ 400 ngàn. Nó phải dễ, bởi vì nó thấy cái linh ứng vậy bà mới dám làm cái này, chứ nếu mà đưa quyển sách thường chắc chắn là không dám cắt cái chùa. Rồi những cái gì dạy rồi này mà biết hết, rồi mới viết lại cho tôi biết. Thì thế mà tôi từng tự tôi cắt cái chùa, tôi đúng theo thứ lớp của ông Phật dạy.
Chứ không phải tôi cắt cái chùa tự tôi cắt đâu. Làm sao tôi biết là gì dám tu thành Phật, hay nó làm gì có cái chuyện dám tu thành Phật. Cả thế giới chưa, chở trên Việt Nam chưa ai để cái chữ này. Chưa có ai để chữ là thiền tông luôn. Kể như Hòa Thượng Thanh Từ giỏi vậy mà còn không dám chứ để chứ cái bản thiền tông luôn. Chứ đừng có nói. Mà tại sao gan nó vậy? Ta hiểu. Nhưng mà nói đúng là mới để ban đầu cũng chửi, nó chửi dữ lắm. Thì kể chửi chửi. Bây giờ không biết là tới ngày này, ngày đó phải ra cái này. Thì tôi thấp đẳng là giống như là sai tôi làm cái gì từ lớp tôi sai, tôi đâu có sợ đâu. Chứ nếu mà không có được, không dẫn tôi đi trước chắc chắn bị sự cố tôi sợ liền. Thấy không? Vì thế mà tôi bị sự cố tôi cười. Chính mấy này này, khi đi họp giáo hội hai mấy lần, rồi bỏ cuộc họp chạy về hết. Tôi nói thôi ngồi đi chết bỏ. Chính ra đây là có thằng Hiệp nè. Họp xong nó thôi chắc con không dám về chùa luôn. Chính thằng Hiệp đi hỏi nó đâu phải không? Ông Lâm nè, có Dũng nè, có Dũng nè, xanh mặt luôn, không chứ đừng có chuyện mà. Rồi hỏi tiếp đi. Xin bác nói rõ về phần lạy mà công đức bị bôi đen. Bôi đen này sẽ bôi đen một lần hay lạy 10 lần sẽ bôi đen 10 lần? Một lần là tôi thùi rồi, nó bôi đen bằng điện từ. Giống như con thấy cái gì con sơn đen thôi, không lẽ sơn hoài. Nó dính lần thôi. Là có cái nào nó bôi đen cái nấy. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Kính mong bác giải nghĩa bốn chữ chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là cái ông luân hồi. Ông thánh từ ông luân hồi sống, chuyển luân thánh thánh vương là người ta nó sống hoài, cái ông vua này sống hoài ở trên đất này nè. Ta ca tụng cái ông này sống hoài. Ông vua sống hoài. Cũng ở trái đất này nè. Có nghĩa là người ta luân hồi mấy kiếp mà ông chưa chết. Thí dụ á, có gia đình nào có ông già sống 200 năm đi, con cháu chết mấy đời ông vẫn còn sống. Thì nó khiếp ông là chuyển luân thánh vương, ông là sống hoài sống. Đẻ con chết, cháu chết, chắc chết mà ông chưa chịu chết. Là ông đó gọi là chuyển luân thánh vương. Bây giờ á, thì ở nước Cấm có cái ông Lưới 106 tuổi, nó cũng thương về thánh, thánh sống mà nay cũng chết rồi. Thấy không? Vì thế mà ở Việt Nam mình có ông Thích Phổ Tuệ 103 tuổi, ông thượng về. Ông phong là pháp chủ. Cái ông thầy là chủ của cái đạo này. Thích Phổ Tuệ thuộc chủ đạo mà. Ông vì sống lâu người ta mới phong, mới tôn, suy tôn ông là pháp chủ chứ không phải ông có cái tài gì đâu. Sống lâu có nghĩa là người sống lâu ở trong đạo thì chắc chắn người đó đạo phải dở phải cao chuyển ổng. Vì thế mà ông pháp chủ Thích Phổ Tuệ được phong Tấn Phong pháp chủ, Hòa Thượng Thích Thanh Từ Tấn Phong phó pháp chủ. Cái người nào mà thế gian này tu hành lâu năm có chùa to có pháp giỏi được Tấn Phong làm đại lão hòa thượng hết, có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp. Thưa bác, vì sao khi thành Phật rồi những vị Phật này không quay lại trái đất để giúp người thân của mình mà lại sang một trái đất mới ạ? Sao mình biết không tới? Có nghĩa là về nhìn hết lại. Nhưng mà ở bên đó thì biết vậy thôi, biết kỷ niệm thôi chứ đâu phải. Giống như bây giờ con ngồi ở nhà rồi con nhìn thấy hình ảnh ở đâu thì thôi biết vậy thôi chứ mà con đâu có tới được. Con nhìn thấy con biết, nhưng mà nếu con có giỏi con ứng thân vô thì con coi chừng nó vi phạm cái thế giới vật lý này. Người ở đây ứng làm bất cứ gì thì phải trong cái ranh giới mới làm được. Còn người bên ngoài ông Phật làm được nhưng mà không dám. Vì xưa mà ngày xưa Thích Phật Cổ Nhiên Đăng độ ông Phật Thích Ca, ông cho ông biết rồi ông lên trên cõi trời đấu xuất á, tôi dạy ông đạo thì ông Thích Ca mới lên dạy. Ông Thích Ca mới lên cõi trời đấu xuất mới ngộ đạo trên đó. Thế giới cõi trời đấu xuất là thế giới hưởng phước, không còn trái đất này là trái đất
bị nhân quả, vô đây làm tàu bậy thì bị nhân quả. Mà trong trái đất này không bị nhân quả, duy nhất thì gọi là cô hồn, nó không bị nhân quả nó mới làm được. Chứ không Phật mà giờ biết gia đình nó vậy là biết biểu tu, ông dám nói không? Alo. Hiện alo. Ra rồi khúc đó nó nói thủ đầu và ông Thế Ca hiện vô gia đình ông tưởng ông thần đầu cúng ông là chết rồi. Nghĩa là hiện vô của nó sai liền. Con xin được phép đọc. Thế gian người ta làm sai không được. Thành ra một vị Phật biết đến rồi đi xứ khác để ta lo cái chuyện khác, thấy không? Còn muốn nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Nhưng mà thời gian rồi thì nó sinh diệt, nó đi qua mấy thời thì cũng đâu còn gì nữa đâu mà liên tiếp. Bởi vậy Phật là buông rồi. Phật, tất cả vị Phật đều buông hết. Thành ra không có liên tiếp như mình đâu. Mình thì còn lại thăm bà con dòng họ chứ Phật không có cái chuyện đó. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo xin mời lại nhóm miền Bắc đặt câu hỏi ạ. Alo. Alo, alo. Alo, anh Dũng nghe rõ không? Kính thưa soạn pháp nhân cùng bác chị Chuột gần Tân Tiểu. Câu hỏi đầu tiên là làm tất cả việc lành, bỏ tất cả những việc ác để tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Thì Thiền Tông có áp dụng những câu này trong cuộc sống hay không? Câu là trừ tác mà ác phụng thiện phục hành tỷ thư của Phật giáo dạy, cái đây là áp dụng cho thánh, cho A-la-hán. Chứ không có, không có cái này. Thiền Tông không có xài cái ba cái gì. Trừ tác mà ác, chứng thiện phụng hành, thị trừ Phật giáo không có dạy cái này. Ông Phật dạy là dạy cho thế giới vật lý, nghe không? Thế giới Thiền Tông không có dạy, không xài, mà ta nói bằng sự thật, việc thật, công thức thật thôi. Phật Thiền Tông là nói vậy, chứ không có lý luận theo cái kiểu thế giới vật lý được. Rồi hỏi tiếp. Câu thứ hai, tu Thiền Tông mà nói sai sự thật thì có bị nhân quả nặng hơn so với người không biết Thiền Tông hay không? Bây giờ thì áp dụng theo thế giới nhân quả, cái người bình thường vi phạm luật pháp thì tòa án nó xử bình thường. Còn anh là nhân viên nhà nước mà anh cố tình vi phạm nó cũng phát gặp đầu luôn. Nguyên tắc là vậy. Anh là người Thiền Tông mà anh ra anh vi phạm thì anh coi chừng nó gấp đôi luôn. Cái đó là luật nhân quả, chứ không có phải, chứ không phải ai áp dụng. Đây là cái luật của nó là vậy, gọi là luật nhân quả. Giống như thế gian gọi là luật thế gian. Người dân phạm tội khác mà anh là quan chức nhà nước phạm tội khác. Rồi hỏi tiếp. Câu tiếp theo là làm sao để biết được mình đang tạo công đức bằng tánh người? Tạo công đức tánh người xong rồi mình chấp ngã, mình vỗ tay, mình la lên. Còn tánh Phật thì biết làm tin đi, không nói gì hết. Rồi hỏi tiếp. Đa số mọi người giảng pháp hoặc giải đáp đều phải biên soạn kịch bản từ trước. Nhưng tại sao thầy Chánh Huệ Phong lại không cần chuẩn bị gì hết mà có thể trả lời giống như trong sách vậy? Bây giờ đó, thì hồi đó là ông hiểu rồi. Bây giờ nói thiệt là con, bất cứ con học, thí dụ bây giờ cái người con còn học của trường đi, từ 2 đến 9 còn hết thôi, có cần ngồi để cái bản thảo không? Con học và chớp và nhán thì còn phải để cái bản thảo con liếc. Cứu học cứu chương rồi, nói cái gì, trả lời nó, làm cần gì cái bản thảo. Còn nếu mình không có, phải có bản thảo. Cái chuyện này chuyện nhỏ là đối với cái người ta hiểu đạo thôi chứ không gì đó. Có nghĩa là hiểu Thiền Tông rồi, không cần bất cứ gì hết. Con hiểu được nguyên tắc vật lý cái đó, là con nói cái gì cũng đúng. Còn con không hiểu quy tắc vật lý, con ra con giảng, con phải ngày sau giảng, bây giờ phải soạn à. Soạn giáo án, chứ không phải đơn giản đâu. Đúng vô mới trả lời, còn mà trật cái thì là bộ cũng kiếm chuyện, cho đi chùa qua cho khác. Hỏi ngoài đề là chết liền á. Giống như một đứa học trò mà nó học giỏi rồi đó, thi cái gì tôi chấp á, muốn thi gì thi. Còn đứa học trò mà học có 50% nên nó hỏi cái 50, cái mà không hiểu là sao, nó phải quay cốt nên nó bị. Còn mấy ông thầy giảng đạo cũng hay, trật
kiếm chuyện, kiếm chuyện đẩy qua chỗ khác. Chứ còn nếu mà tưởng ra nó sai. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ. Trên trái đất này có tất cả là bao nhiêu đạo? Thì hồi nãy cứ nói rồi, trời thần, trời thánh Phật có bốn thứ thôi. Căn bản còn cái tập cái đạo tạp nhạp thì không nói. Có nghĩa là đạo tạp nhạp gì nó cũng nằm. Thí dụ chẳng hạn như cái đạo người ta đạo này đạo kia là cái gì? Nó là linh thiêng, nó thuộc về đạo thánh. Nghe không? Nên nhớ là giải thoát là đạo Phật hưởng phước là đạo Phật. Mà hiển linh là đạo thánh, hù dọa là đạo thần, nó đặng còn hướng sung sướng là đạo tiên, nó có bốn căn bản thôi. Nhưng mà cái đạo Phật nó đẻ ra tới năm pháp môn tu, nếu tính ra đạo Phật tới năm cái loại đạo lận. Còn tất cả đạo kia nó cũng vậy, thí dụ là hiển linh nó sanh ra đạo này đạo kia đạo nọ, nó cũng là hiển linh thôi, nhưng mà nó đặt cái khác thôi. Chứ sự thật căn bản trên trái đất này có Phật, trời, thánh, tiên, bốn cái đủ rồi. Rồi hỏi tiếp. Người tu thiền tông là luôn bảo vệ đất nước, gia đình, không mê tín dị đoan. Tất cả những điều này đều tốt cho đất nước, nhưng tại sao nhiều người lại không chấp nhận pháp môn thiền tông? Câu này thì phải hiểu rằng con người ta có cái 10 tần số. Tần số mà âm rồi thì thích cầu xin lệ lục. Tần số dương thì thích đi chơi. Còn giải thoát mấy ngàn năm mới dạy, nó phải đi theo cái tuần tự vật lý của nó. Bây giờ người ta tần số âm mà cái thích cầu xin lệ lục mà biểu giải thoát nó đâu có chịu đâu. Mà ta cái tần số đó, bởi vì thành ra trong kinh Đức Phật đó cái máu của người đó nô lệ rồi, cứ thích làm nô lệ thôi, chứ không có thích, không để làm chủ. Đưa cho cái chủ nó cũng không làm, nó cũng có chạy xuống làm nô lệ. Thì sẽ có...